Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Blog Khởi Nghiệp. Và trong video trước, Blog Khởi Nghiệp đã chia sẻ đến bạn kinh nghiệm mở cửa hàng gia dụng thành công. Và đã có rất nhiều bạn hỏi Blog Khởi Nghiệp nguồn nhập hàng gia dụng uy tín và chất lượng. Vậy thì trong video này, Blog Khởi Nghiệp đã tổng hợp đến bạn top 5 kho xỉ hàng gia dụng lớn ở Hà Nội. Bạn sẽ biết được họ cung cấp những mặt hàng gia dụng gì, ưu nhược điểm của các kho xỉ hàng gia dụng đó, làm sao để liên hệ mua hàng ở chỗ họ. Hãy cùng nhau theo dõi tiếp bạn nhé. Kho xỉ hàng gia dụng T-Mark, một trong những kho xỉ hàng gia dụng uy tín chất lượng ở Hà Nội mà Blog Khởi Nghiệp muốn giới thiệu đến bạn đầu tiên chính là kho xỉ hàng gia dụng T-Mark. Kho xỉ này thì có trụ sở chính ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên chi nhánh ở Hà Nội cũng có đủ các loại mặt hàng gia dụng để cho các đại lý cấp 2 có thể nhập. Các mặt hàng của kho xỉ gia dụng T-Mark thì vô cùng đa dạng, từ đồ gia dụng phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ cho đến phòng tắm. Từ những loại dây phơi đồ, đầu vòi xịt nước tăng áp đến bộ ấm pha trà thủy tinh, các loại máy xay sinh tố, máy ép hoa quả, kho xỉ hàng gia dụng T-Mark đều có hết. Ưu điểm của kho xỉ hàng gia dụng T-Mark: cực kỳ nhiều loại sản phẩm, giá thành hợp lý, có chính sách tốt cho cộng tác viên hay người giới thiệu, có chính sách bảo hành đổi trả hàng cho những sản phẩm điện tử hay là lỗi kỹ thuật. Thông tin liên hệ kho xỉ gia dụng T-Mark: địa chỉ số 10 Nguyễn Trãi, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại 0988199505. Website tổngkhobuonxỉ.com. 2. Tổng kho gia dụng Kim Ngân. Thêm một địa chỉ nhập hàng gia dụng chất lượng đảm bảo, đa dạng mẫu mã cho các chủ hàng ở Hà Nội chính là tổng kho gia dụng Kim Ngân. Các mặt hàng mà kho gia dụng Hà Nội này cung cấp cũng đa dạng không kém, bao gồm hàng gia dụng thông minh, các loại bình nước, hộp đựng cơm, máy ép, máy xay, chổi lau nhà, đèn học, vân vân. Và còn có thêm cả mỹ phẩm, quần áo Hàn Quốc, Thái Lan nữa nha. Ưu điểm của kho xỉ hàng gia dụng Hà Nội này: cung cấp các mặt hàng gia dụng cả nội địa lẫn hàng nhập khẩu với chất lượng tốt, bền đẹp, cũng có cả hàng Trung Quốc giá rẻ nữa nha. Đưa ra mức giá nhập hàng tốt nhất cho khách buôn, đa dạng mẫu mã sản phẩm cho khách hàng thoải mái lựa chọn. Nhược điểm: có những mặt hàng giá rẻ nhập từ Trung Quốc, chất lượng sẽ không ổn định. Cho nên bạn phải hỏi rõ ràng trước khi nhập hàng bạn nha. Thông tin liên hệ kho xỉ hàng gia dụng này: địa chỉ số 158 ngõ 560 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Số điện thoại 0949234830. Địa chỉ Facebook. 3. Dụng cụ bếp Giang Trinh. Nghe cái tên thì tưởng kho xỉ hàng gia dụng này chuyên về dụng cụ nhà bếp, nhưng mà thực tế không phải đâu bạn nha. Hãy thử truy cập vào website của đơn vị này xem, bạn sẽ thấy cả một thế giới hàng gia dụng rất nhiều đấy nha. Giang Trinh là một trong những kho xỉ hàng gia dụng lớn nhất ở Hà Nội, cung cấp các thiết bị cho nhà bếp gia đình, bếp nhà hàng, khách sạn, các đồ gia dụng bằng nhựa, bằng inox, bằng gỗ, bằng nhôm, cho đến các loại máy xay, máy ép, nồi cơm điện, bếp từ, bếp cồn, vân vân. Hầu như kho xỉ hàng gia dụng này đều có hết. Ưu điểm của kho xỉ hàng gia dụng Giang Trinh: có trên 3.000 mặt hàng đồ gia dụng đi kèm với mẫu mã đa dạng và khác biệt, chắc chắn sẽ đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của mọi đối tượng khách hàng. Đội ngũ nhân viên nhiệt tình hỗ trợ tư vấn khách hàng chọn được sản phẩm ưng ý nhất. Giá xỉ thì tương đối tốt. Chi tiết liên hệ kho xỉ đồ gia dụng này như sau: địa chỉ số 36B Hàng Khoai, Hà Nội. Số điện thoại 037-899-8888 Mr. Giang và 033-4884-500 Miss Kim Anh. Email bepgiangtrinh83a@gmail.com. 4. Kho xỉ hàng gia dụng Conbini. Nếu cửa hàng đồ gia dụng của bạn mà đang kinh doanh hướng đến đối tượng khách hàng cao cấp và thu nhập tốt, thì gợi ý của Blog Khởi Nghiệp dành cho bạn chính là kho xỉ hàng đồ gia dụng Nhật Bản Conbini. Đây là kho xỉ hàng gia dụng chuyên về đồ Nhật thôi các bạn nhé, gồm rất nhiều loại như là túi đựng điện thoại, thìa dĩa, song nồi, chậu, giá kệ, đến các loại mỹ phẩm Nhật Bản, đồ dùng cho bé, thực phẩm chức năng Nhật Bản đều có cả. Ưu điểm của kho xỉ hàng Hà Nội này mà có thể tham khảo như sau: chuyên cung cấp hàng chính hãng, nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản, chất lượng đảm bảo tuyệt đối, giá thành hợp lý, chỉ từ 40.000 đồng trên một sản phẩm. Nguồn hàng ở đây có số lượng lớn, mẫu mã đa dạng, đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng. Thông tin liên hệ kho xỉ hàng gia dụng này: địa chỉ Lô 3 A28, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Hotline 0916 347 234. 5. Kho gia dụng Tân Hoàng Mai. Nếu muốn tìm một kho xỉ hàng gia dụng lớn ở Hà Nội chuyên các mặt hàng cao cấp,
chất lượng thì chắc chắn không thể bỏ qua cái tên Tân Hoàng Mai. Đây là công ty cung cấp đồ gia dụng tiện ích cho gia đình với rất nhiều mẫu mã như là bát đĩa, ấm trà, khay lọ, đèn trang trí, phụ kiện phòng tắm, phòng ăn, phòng bếp, đồ dùng chăm sóc nhà cửa đều có cả. Ưu điểm của kho xỉ hàng gia dụng Hà Nội Tân Hoàng Mai như sau: mẫu mã đa dạng, sang trọng, chất lượng đảm bảo, có chính sách giao hàng toàn quốc, hỗ trợ nhiệt tình cho các đại lý nhỏ. Địa chỉ: số 8 Nhà Vườn Giai đoạn 2, khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Email: kho gia dụng.vn@gmail.com. Hotline: Zalo 0948710642. Với top 5 kho xỉ hàng gia dụng uy tín ở Hà Nội mà Vlog lúc khởi nghiệp tổng hợp và chia sẻ trên đây, mong rằng sẽ giúp ích phần nào cho các bạn đang và sắp có ý định mở cửa hàng gia dụng tại Hà Nội. Chúc các bạn kinh doanh thành công, và nếu có bất kỳ câu hỏi gì băn khoăn thì đừng ngại comment ở bên dưới để Vlog khởi nghiệp giúp bạn giải đáp nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Vlog khởi nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.